Chào tất cả các bác ấy. Hôm nay em xin vài phút giới thiệu về cái cây, một cây trầm lai phi điệp hay hạc vĩ. Nhưng khả năng thì cây này là lai hạc vĩ là cao, trầm lai hạc vĩ. Màu khá tím đậm như những cái bông trầm khác. Nhưng cái môi hoa của cái màu mắt nó thì nó, và cái thân lá của nó thì nhìn chung là nó có nhiều yếu tố, em nghĩ là nó lai nhau tự nhiên ở rừng. Thế còn bởi vì Việt Nam mình chưa có cái công nghệ lai những cái cây như này, công nghiệp chưa có nhiều, thì chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào giống rừng chủ yếu. Thì đây nó là một cái cây lai tự nhiên rừng, nó rất là đẹp. Ngoài ra thì nó cũng có nhiều cái khác, em cứ giới thiệu dần dần đến các bác. Những cái cây này, như cây này thì thân lá đây, lá nó rất là to, dạng như lá trầm Parisi ấy, trầm rừng Parisi ấy, mình hay gọi trầm Myanmar, trầm Điện Biên ấy. Nhưng mà nó lại dài và nó khá là giống hạc vĩ. Đây. Cây này dài nhỏ, nó khá là giống hạc vĩ chứ nó không mập ú như là cây trầm. Đấy. Đây là ghép vào một gỗ trông nó cũng rất là điệu. Thân của nó thì nó có tím nhá anh chị nhá. Thân lá nó có tím. Những cái cây mà trầm lai hạc vĩ này thì em vẫn đang nuôi nhân giống để cho nó nhiều. Chứ còn thì nó cũng không có gì quá đặc biệt để mình gọi tên hay như nào cả. Này vẫn là đánh số và để nhớ những cái mặt bông như này. Đây là cái cây trầm lai hạc vĩ tự nhiên, bởi Việt Nam chúng ta vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào rừng, chưa như Thái với Đài là người ta lai các giống với nhau để chơi nhiều mặt hoa đẹp. Nhưng còn rừng Việt Nam mình thì nó cũng có ít, nên là chủ yếu phụ thuộc vào rừng, nhân giống chúng ta chưa làm được. Thế nên những cái cây như này nó là một cây rất là đẹp, mọi người cùng ngắm nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cây lan khác, với những cây rất là lạ và đẹp khác. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào.